Mai Phương đã nói gì với Hoa hậu thế giới Carolina? My dear Carolina, welcome back to my homeland Vietnam. Carolina yêu quý của tớ, chào mừng cậu đã quay trở lại với hương Việt Nam. You were there witnessing me being crowned as Miss World Vietnam. Witness là chứng kiến, crown là vương miện và nó cũng có thể là động từ trao vương miện. Cậu đã ở đó chứng kiến mình được trao vương miện Hoa hậu thế giới Việt Nam. And I'm standing here so humbly grateful for the journey I've had. Humbly là khiêm nhường và grateful là biết ơn. Và mình đang đứng ở đây cảm thấy vô cùng biết ơn với hành trình mà mình đã có được. Today I'll be taking my new steps with full pride. Pride là niềm tự hào. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục những bước chân mới với tràn đầy lòng tự hào. And whatever comes tomorrow, I shall move with grace and act with love. Dù ngày mai có xảy ra điều gì đi chăng nữa thì mình vẫn sẽ đường hoàng bước tới và hành động với tình yêu thương. Bạn có thích phần chia sẻ này của Mai Phương không? Hãy chia sẻ cho mình biết nhé. Và đừng quên follow mình và cả hashtag lên on TikTok 3 năm để học thêm thật là nhiều kiến thức tiếng Anh hay nha.